Xin chào các bạn, đây là vườn lan của mình. Đây, cái vườn này mình làm 2 tầng. Bên trên là treo, ở dưới là mình để làm cái sạp để mình để. Đây, nửa vườn, từ ở đây, từ cái đoạn này trở về cái góc đầu là đây, từ ở đây nè, nửa vườn từ ở đây trở về cái đằng cái mái ngói này nè, đó là mình trồng rác, chiếu là rác, treo 2 tầng, chiếu là rác này. Đây rác. Còn đằng trước đây là chủ yếu là kiếm. Nửa vườn này được kiếm. Chủ yếu là kiếm thôi. Mới ké vô mấy cây giả hạt. Con cây là lá. Mới tạo được cây lá, chơi lá. Giả hạt nè, phú thọ nè, hai cây hổ mang đây, tĩnh lặng, cây gáy nhảy, rồi đỏ vĩnh long. Rồi mình nói một xíu về rát nè bạn. Đây, đây là cây rát, đây là cây rát Venusa. Cây rát Venusa là cây này, là đầu tiên, cây đầu tiên để cây rát đầu tiên mình chơi đó các bạn. Đây nè, cây rát đầu tiên này, là cây này mình được cái anh đồng nghiệp tặng. Cái hoa nó là hình trái tim, cánh rũ. Thì cái cuốn hoa này nè, cuốn hoa này nó dài hơn cây Nodosa một chút. Thì trong cái họng của nó nè, trong cái họng hoa, đây trong cái họng hoa này các bạn, nó có chấm 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 đó, từ ở trong chạy ra đó, từ ở trong chạy ra như này nè. Thì được cái bạn trên mạng cung cấp cái tên đó, là xác định cái tên nó là Venusa. Dĩ nhiên cây này không phải là cây từ cái nguồn thuần chủng ở rừng, mà nó đã được lai lại rồi. Người ta lấy cây rừng bắt đầu người ta lai lại rồi, nên là mới ra mấy cái này. Cắt này là cây này là từ bên Thái nhập về Việt Nam mình nè. Người Thái họ lai lại rồi, nhập về Việt Nam mình. Đây, đây đó, nó chấm 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 như này nè bạn đó. Nó có chấm 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 như vậy đó, thì gọi là cây Venusa. Thì cái rát đó, rát cái chi lan rát Sapola về cây nguyên thủy đó, thì có thể là hiện tại đó, thì mình tra trên mạng đó, thì mình theo mình tìm hiểu đó, thì nó có khoảng là 23 loài là cây nguyên thủy. Rồi từ cái cây, những cây nguyên thủy này á, người ta lai với nhau. Rồi từ cái cây nguyên thủy này á, lai với chi lan khác, nó tạo ra rất là nhiều cái mặt hoa. Ví dụ như lai với lại cái rát á, lai với lại cách lai da, lai với lại chi lan lé lia, NC. Đó, thì có dịp các bạn tra trên mạng á, thì các bạn sẽ thấy cái cách ghi tên á. Cách ghi tên hoa các bạn sẽ biết được là nó lai với cái nào. Đó, cây này là cây Venusa. Còn cây này, đó, cây này, cây này là Singapore, nhỏ xíu mà rất là cũng xinh xắn. Cây này được nhập từ Singapore về Việt Nam mình.
Còn cây này là Suvita của Đài Loan. Có cây của Mỹ nữa. Mà mình thấy là hai cái cây này nó giống nhau quá, khó phân biệt. Mình có cả hai luôn. Có cây của Mỹ và có cây của Đài luôn. Thấy cái mặt hoa nó giống nhau quá. Thân lá nó cũng tương đương với nhau. Nên là khó phân biệt cây nào là của Mỹ, cây nào là của Đài. Thì mình cũng là cái người mà mua lại thôi. Cái người chơi mà được chia sẻ lại thì người ta nói Mỹ thì mình cũng sẽ nhận là Mỹ. Thì theo đâu để theo dõi thôi chứ mình không có xác định được là chính xác hay không nữa, tại người đó cũng là mua lại nữa. Nên là nếu mà có thời gian, có điều kiện thì chúng ta lên mạng chúng ta tra mà tìm hiểu cái cây. Còn cái cây rát á, về cái cây mà cây rát á thì rất là dễ trồng. Đây là cái mấy cây mới trồng của mình nè. Đây là cây mới trồng, tất cả đều mới trồng. Thì cây mình băm từ mấy cái cây lớn á, nguyên cái bụi lớn á, băm ra. Thì nó trồng chiếc khoảng từ mà một cái đơn vị nó mình tách ra. Thí dụ như ba thân mình tách ra mình trồng được rồi. Một cái hướng của nó đó, ba thân, bốn thân, năm thân, tùy theo là cái cây nó mạnh yếu rồi mình muốn trồng như thế nào á. Cây nó mạnh, ví dụ như cây này đi thì nó là cái cây mình trồng nè. Thì cái hướng này là mình tách ra là hướng đầu đó, ba thân mình trồng. Cái này thì mình tách ra từ bốn thân, ba thân luôn nè. Ba thân giờ nó được nhảy mầm. Đây là nhiều hơn. Tùy theo một hướng nó là một hướng là có thể là 3, 4, 5 thân. Đó. Vì sao mà người ta nói rát dễ trồng? Thì cứ tách ra cỡ 3 thân như vậy là ok. Trồng nó rất là dễ. Trồng giống như trồng cách lay da. Cái cây này, cây rát này có thể là mình trồng một từ một lá luôn, từ một thân á, từ một thân vẫn sống vẫn ok nha các bạn. Một thân, hai thân vẫn trồng được, là phải còn cái mắt ngủ. Đây mình thấy cái chậu một thân rồi, để mình quay cho các bạn coi. Ở đây mình quay với chậu cái cây hai thân cho các bạn coi trước nè. Đây, cái chậu này là hai thân nè. Cái cây này cây của nhập của Mỹ nè. Cây này là Casi Agatto nè. Cây này nhập từ Mỹ. Đây, trồng từ hai thân. Trồng từ hai thân nó lên cái mầm đó nè. Cây này cái thân lá nó nhỏ. Việt Nam mình lai lại cái cây này. Và mình chưa có cây đó, nhưng mà theo mình nhận thấy á, thì cái cây này, cái cây mà lai lại tại Việt Nam á, là cái thân nó hình như là nó mập hơn. Thân nó mập hơn cái cây mà nhập từ Mỹ nè. Nó trồng từ hai thân nó vẫn ok. Quan trọng là cái mắt ngủ. Một lát mình sẽ tìm cái mắt ngủ mình chỉ các bạn. Đây là một cây là một thân nè, nằm ở trong rồi. Đây lấy lên được rồi nè. Đây ra đó, để đem ra đây mình sẽ quay cho các bạn coi. Đây, nào tên nó là Debussy. Cây này rất là xưa, nhập từ Mỹ nha các bạn. Gasso Calaya Debussy. Thì nó là cái cây này, nó lai giữa một cây rát và một cây cát. Người ta mới ghi tắt nó là BC. Cái tên nó là Debussy. Cây này là cây rất là lâu rồi, nhập vào Việt Nam của mình. Để mình lấy nét lại. Debussy. Đây, đó. Cái tên nó như các bạn. Debussy.
có cái đuôi nữa, cái đuôi là phân biệt va, nó có là cái đuôi là nó tên nguyên nó là Gastrocalaya diboji convayo, mình không có ghi cái đuôi đằng sau. Thì cái cây này mình trồng từ một thân nè, ấy đây cái thân cái nó mình tách ra được một thân nè, đó cứ một thân một thôi, một thân rồi rồi mình trồng nó lên, trồng này chắc cũng được mà hai tuần rồi nó ra rễ rồi, rễ quá trời này, ra rễ rồi nó nhảy cái mầm luôn. Thì cái mầm á đâu đây, mình định mở cái mình lột cái vỏ lụa này để mình chỉ các bạn là cái cây này nó có cái mắt ngủ á. Đây là cái mắt ngủ, từ cái mắt ngủ này nè nó sẽ lên cái mầm này, và ở đây nè, wow nó nhỏ quá, ở đây nó có cái mắt ngủ nữa nè, đó mình phóng to lên các bạn coi nè, đó nó còn cái mắt ngủ này nữa nha các bạn. Thì cái cây rát đó, nó có thể là có hai mắt ngủ, thường là nó có hai mắt ngủ. Đây cái mắt ngủ nè, còn cái mắt ngủ này nó lên mầm rồi, còn ở đây nó còn cái mắt ngủ nữa nè, đó ngay cái rễ nó phúng ra nè, đó đây là mắt ngủ nha các bạn, đó rễ nó nằm ở dưới đây mắt ngủ. Mình đang quan sát coi trên đây sao nó có cái mắt ngủ nữa nè, thì nó là nó mắc ngủ từ cái thân chứ không phải là mầm gốc, có thể là mầm trên thân, nó có thêm mắc ngủ ở đây nữa. Đó đại khái là như vậy, nó dễ trồng là như vậy. Thì cái rát dễ trồng là nguyên nhân đó là tách từ một thân, hai thân, ba thân, bốn thân, năm thân đều trồng được hết mà nó có mắt ngủ. Còn mắt ngủ còn mầm á, còn mầm ở dưới đây là mình sẽ trồng được từ một thân luôn. Cái diboji này thật ra nó cũng mạnh, là mấy bậc tiền bối mà xưa thì chơi cây này cũng lâu lắm rồi, người ta kêu bằng cây vàng lùn. Cái bậc tiền bối gọi là cây vàng lùn thì cứ kêu như vậy thôi, họ không cần biết tên, không cứ chơi thôi mà, trồng kiểu nghệ nhân mà, trồng không cần biết tên nên là họ kêu nôm na là cây vàng lùn cho nó dễ. Thì sau này mình chơi và mình tìm hiểu thì mình mới xác định được cái tên của nó, là nó là diboji. Đó, nó dễ trồng là như vậy. Mình trồng nè, quan trọng là cố định cái gốc, quan trọng là cố định cái gốc nè, cột nó lên như vậy, đừng có cho nó cái gốc nó lung lay thì nó ra cái rễ thì nó bám được. Nếu mà cái này mà nó mà không có cố định chắc á, lung lung lay thì rễ nó ra cái là gió hay gì đó nó làm cái này đung đưa một cái là nó đứt cái đầu rễ, nó dễ bị bệnh, nấm bệnh rồi nó xâm nhập vô cái chỗ mà cái vết cắt đó, vết bị thương của cái rễ đó, cái thân. Rất là dễ trồng. Rồi, người ta lại nói là rát rất là xiên hoa. Xiên hoa là như thế nào? Mỗi thân á, có cây á, mà là mỗi thân nó đều có ra hoa hết. Là nó xuyên hoa là như vậy, ba bốn thân cũng ra, cây này thì có nhiều rồi, 7-8 thân rồi nó ra hoa. Cây này cây lưỡi tím,
Mình đang nghi ngờ nó là cây cây xưa nha các bạn, chứ không phải là cây bây giờ nha. Cây này là mình đang nghi ngờ nó là Hawaii Star đó, rất là thơm đó, là cái biến thể của cái hoa la cây hoa Hawaii Star. Mình đang nghi nó như vậy, nó rất là giống, hoa rất là thơm, xiên hoa đây, bốn thân. Cây này mình mới trồng nè, mình trồng từ ba thân nè. Đây phải quay như này bạn mấy bạn mới thấy được. Mình trồng từ ba thân. Đó, cây này ba thân nè, nó nhảy lên một lá nữa là nhảy thêm một lá này đây nè. Đây đem ra đây mình quay cho nó dễ. Cây này Mica Lai với lại Star Ruby thì mình trồng từ ba thân, đây nó nhảy thêm một thân này cái nó hòa, nhảy thêm thân này nè, nhảy thêm một thân cái nó hòa đó, cũng cố định cái gốc nè. Mình trồng mình có cái cây để mình trồng có cột vô cái cây nè. Cách trồng rết thì rất là dễ, rất là nhiều kiểu, miễn sao mà các bạn cố định gốc nó được rồi. Đây rất là xiên hoa nha các bạn. Đây xem lại cái cây này, cây Superstar nè. Cây này chậu này hiện tại là nó được 6 thân một mầm mà nó hoa rồi nè các bạn, 6 thân một mầm cây nó hoa nè. Nó đang lên cây này cũng đang có mèo nữa nè, đang lên cái thân mới nè, đang có mèo. Mỗi một thân á, mỗi một thân một lá, mỗi một thân nè thì nó sẽ có thể nó sẽ có một vòi hoa. Và cái nó hoa xong rồi á là cái thân nó không còn hoa nữa nha các bạn, nó ra thân mới và tiếp tục hoa. Chỉ đặc biệt có một cái á, là mình thấy á, cây mà nguyên thủy á, cái cây mà Rat Sabola Cuculata á, là cái vòi hoa này nè, cái vòi hoa này nó có xong rồi nó tàn rồi nó lại tiếp tục nó lên một vòi nữa ngay cái thân nó luôn, là cây Cuculata. Mình đã trải nghiệm là mình thấy nó đặc biệt. Còn cái cây này, cây Singapore nè, tính ra là nó nhiều, nó đây 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 thân mà hiện tại bây giờ nó có ba, còn có ba thân một mầm mà là nó cho hoa lại. Cây cái thân trước nó cũng hoa nè. Và cái cây này hiện tại đang bị bệnh, mình đem về nhà để mình trị bệnh cho nó. Trời ơi xui quá, trời đang mưa các bạn ơi. Rồi dễ trồng, xiên hoa, không có chiếm diện tích. Cây này nó nhỏ xíu thôi, chậu cây rết nó nhỏ thôi, nó không có chiếm diện tích. Ví dụ như ở đây, cái chậu này là cái chậu của chỉ có cái phi làm phi 14 thôi, cái miệng này nè, cái miệng 14 thôi nha các bạn, cái miệng chậu á là 14 thôi, cao cũng có 10 à, 8 xăng hay là 10 xăng à, là nó không có chiếm diện tích, nó nhỏ như thế vậy thì thôi, cái thân lá đều nhỏ, thân cao là 2 tấc nè. Thân cao 2 tấc rồi, cái cây mà nếu mà lai với cáp là có thể là 4 tấc, cao lắm 5 tấc, có cây thì cái thân nó dài tới 6 tấc. Nó nhỏ như vậy thôi, không có chiếm diện tích. Nó không phải như Dendro
Dendro phải trồng cái chậu bự, Dendro trồng chậu đẹp thì cũng khoảng là cái chậu 18-20. Mới trồng cái cây Dendro nó thấy đẹp được. Cây Dendro mà để vô cái chậu 14 thì thấy nó nhỏ quá. Đó, nó không có chiếm diện tích, nó nhỏ nhỏ như vậy thôi. Chậu 14 thôi là nó trồng được rồi. Và nó rất là phù hợp với lại cái cây rát này, rất phù hợp với lại mà các bạn nào mà có cái nhà ở nhà mà ở nhà phố á, ở nhà thành phố á, ở thành phố ví dụ như mình ở thành phố Hồ Chí Minh nè, cái nhà nhỏ 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 không, đâu có cái nhà nào mà bự đâu, đất nó quá mắc quá mà. Đâu phải ở dưới quê mà đất bao la đâu, mình muốn trồng bao nhiêu mình trồng. Còn ở thành phố á, nhà thì không có, có cái nhà không có cái sân thượng nữa, có nhà có ban công mà. Nhà mình à, giống như nhà mình chỉ có cái ban công thôi nhưng mà mình vẫn trồng được. Cái ban công nhà mình trồng khoảng 7 m², mình trồng rát không à, nhỏ nhỏ lúc nào cũng có hoa. Trồng khoảng 20-50 chậu là nhìn có hoa ngắm suốt, nó không có chiếm diện tích. Cái lúc mà năm 15 á, mình vô mình bắt đầu mình chơi lan á, là 12 là mình chơi rồi, mà tới năm 15 á, thì mình tìm hiểu được nhiều á, thì lúc đó cái phong trào mà chơi Dendro á, Dendro nắng á, vẫn còn. Nhưng mà mình thấy mình thấy cái trồng cái cây Dendro nó chiếm cái diện tích quá, nó không có phù hợp với mình, nên là mình á, trồng cái rát này không à. Bắt đầu mình tìm hiểu mình trồng rát, lúc đó cái thời gian đó là chỉ có vài cây thôi, ví dụ như Nonosa Nonosa đó, rồi Sinmelgon, rồi Morning Lory, chỉ có dài cây thôi, khoảng năm 15, 15, 16 đó, dài cây rát thôi, nhập từ bên Thái Lan với lại bên Đài Loan về, mấy nhà vườn á nhập về, giờ mình chạy đi mua mình trồng thôi, mình chơi đó mà. Hồi đó năm đó là mình chơi thôi, năm từ năm 12 tới năm 14 á là mình trồng mình chơi thôi. Tới năm 15 cái bắt đầu cái nảy sinh cái ý định là mình mua về mình bán, tức là cũng là duyên tình cờ thôi. Mình trồng cái cây rát này nè, cái mình post lên thì mấy bạn trên mạng trên Facebook á, cứ thấy đẹp đó thì mấy bạn hỏi mua. Thế bắt đầu cái mình mới nảy sinh cái ý định là mình kinh doanh đó. Mình mới suy nghĩ là ủa sao cây rát này nếu mà nhiều người thích như vậy á, tại sao mình không có mua 5 cây đi, mình mua 5 cây cái mình về mình bán 4 cây còn cây ở lại để lại mình chơi theo kiểu mà không tốn tiền nữa, mà lấy cây nuôi cây đó, chơi không bỏ tiền ra đó. Thí dụ như bây giờ mình mua 5 cây đi, mình về mình bán 4 cây còn cây để mình lại, mình thích thì mình để là mình chơi đó. Từ cái ý tưởng mà chơi miễn phí đó nên mình mới năm từ năm 2015 mình mới tham gia vào mình buôn bán cái cây rát này luôn. Thì từ năm 15 tới giờ mình bán rát là từ 2015 tới bây giờ là 2021 mình bán rát, chủ yếu mình bán rát thôi. Còn cây này là cây Petista này các bạn, cũng xưa lắm nè, cây này cũng năm 15 là cũng có rồi. Cây này cây xưa, có cây mới sau này nó năm 18, năm 19 bên Thái nhập về cây mới. Cây xưa nó màu nó ngà hơn, ví dụ như cái cánh hoa, lưỡi hoa nó cái màu nó ngà vàng vàng. Còn cây mới có vẻ nó trắng và cái chấm chấm này nó nhiều hơn. Cây này là Spetista. Nó cây này là ba cây nha, có mang dòng máu của ba cây, một cây rát, một cây lé lia, một cây cát. Đó, dòng máu của nó, cái cây Spetista này có máu ba chi lan. Đó, có 4 thân thôi. Cái chậu này là mình tách ra có 4 thân thôi. Đây, mình tách ra 3 thân rồi mới đầu nó mới nhảy một thân nữa để cho hoa luôn. Chậu này có 4 thân nên nè. Đó, đầu tiên là mình tách
ba. Đầu tiên là mình tách, mình trồng mới là ba thân này thôi, rồi nó nhảy thêm một thân nữa rồi cho hoa luôn, nó rất là xuyên hoa. Bởi vậy cái cây rớt này nó không có chiếm diện tích là như vậy, nó nhỏ thôi, cái chậu nhỏ, chỉ chậu chậu 14 thôi là trồng là có hoa rồi. 20 tới 50 chậu là lúc nào nhà mình cũng có hoa mình ngắm, thì nó rất là phù hợp với lại cái nhà phố ở trên thành phố á, đô thị á, rất là phù hợp. Nhỏ nhỏ thôi, bạn nào thích hoa chơi cái dòng rớt này lúc nào cũng có hoa ngắm hết. Còn ví dụ như các bạn chơi dendro đi thì cần phải có diện tích. Cái dendro nó rất là cao, 2-3 mét, chậu nó không phải bự, chậu nó khoảng là chậu 16-18 nó mới đẹp. Có chậu 20, chậu 30, vô cái chậu tác phẩm với chậu 30. Thì đối với như cái nhà phố mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì làm sao mà có diện tích bự như vậy để mình chơi cái dendro. Cái nhỏ nhỏ thôi, chủ yếu là ngắm hoa đó, thì mình nên chơi grass. Ví dụ như hay là vũ nữ cũng được, vũ nữ nó cũng nhỏ. Rồi bây giờ có vũ nữ bút chì nữa, nó rất là xinh. Đấy, nó có nhiều tiêu chí rất là có lợi. Ví dụ như là hồi nãy mình nói là dễ trồng, xuyên hoa, không chiếm diện tích, và nó đẻ rất là nhẹ, rất là nhanh nha các bạn. Nó đẻ con rất là nhanh. À, cái thân nó khoảng 10 cm, tính 20, tính 60 cm, thì cái cây của nó rất là nhỏ. Cho nên mình ví dụ cây Nonusa đi cho nó dễ. Xuyên đẻ con. Ví dụ như mình ví dụ cái cây Nonusa này nè, thì cái chiều dài nó có khoảng 2 tấc thôi, đúng không? Thì cái thời gian mà nó từ mà cái mầm con này nè, từ cái mầm nhỏ xíu như thế này. Đây. Cái thời gian mà cái mầm nhỏ xíu này nó lên có 2 tấc á thì nó ngắn hơn rất là nhiều, là để nó cho hoa luôn á. Ví dụ mà cái mầm nhỏ này nè, nó lên tới là cái này cũng tấc mấy à, chưa tới 2 tấc nữa, thì nó thời gian mà cái mầm nhỏ nó lên tới cái cây trưởng thành á, để nó cho hoa á, thì thời gian nó ngắn hơn rất là nhiều so với dendro. Ví dụ như cái dendro để có hoa thì từ cái mầm con nhỏ như vậy, cây dendro phải cần cái thời gian để nó lên khoảng 6 tấc, 5 tấc thì nó mới có cho hoa được. Mà không phải là lên cái là cho hoa liền nữa. Còn cái cây lát này lên cái đủ trưởng thành cỡ 2 tấc, cây này là có hoa liền. Trồng rất là dễ. Nên là nó rất là xuyên hoa, mà mình có hoa mình ngắm hoài đó, theo tiêu chí này có hoa ngắm thì mình chơi cây grass rất là phù hợp. Lúc nào cũng có hoa ngắm hết. Nhà nhỏ nhỏ chơi cũng có cây hoa để ngắm rồi, không có chiếm diện tích. Nó xuyên hoa. Và nó nhanh đẻ, nó đẻ nhanh lắm. Cây này, cây grass này, cái dòng grass nó đẻ nhanh lắm. Đây. Rất là nhiều mặt hoa nha các bạn. Từ cái cây, những cây nguyên thủy lai với nhau, những cây liên thủy lai với chi lan khác, nó ra rất là nhiều mặt hoa, cả ngàn mặt hoa. Hiện nay thì cái phong trào chơi grass của ở phía Nam thì nhiều. Mình thấy là ở phía Bắc thì nó ít hơn. Phía Bắc chủ yếu chơi lan rừng, giả hạt, kiếm. Còn ở phía Nam thì chơi cây công nghiệp nhiều. Rồi, mình nói hồi nãy là mình trình bày là cây rớt nó dễ trồng, xuyên hoa, không chiếm diện tích và nó đẻ con nhanh.
Cái nữa là nó mình thấy là nó ít bệnh hơn, cái sức đề kháng của nó ít bệnh hơn là cái cách lây da. Cách lây da khó trồng hơn. Và nhất là cách mini thì ông nói cách mini thì nó cũng tương đương, cách mini thì tương đương trồng á, nó tương đương với lại cái cây grass này. Nhưng mà nếu mà trồng cách lây da mà cách lớn á, là rất là cực kỳ khó, cần phải có kỹ thuật. Và nó khó ra hoa nữa. Đó. Rất là nhiều hoa nên các bạn có thể là tìm hiểu và chơi cái dòng cát này. Bệnh thì mình thấy là cây rát nó cũng có phổ biến là cây rát nó bệnh thối mềm, nó bệnh thối đen và tháng thư thối đen thối mềm. Nó cũng có cái cây giống như cây Singapore của mình đang nhìn, mình đang bị bệnh cây Singapore này, giống như cây Singapore này mình nghĩ là nó đang bị khô thân. Nãy mình mới giật cái lá nó ra hết rồi. Mấy cây sau này nè, mấy cái thân sau cái đuôi á, nãy mình giật cái lá ra nè, nó khô, nó vàng, nó khô. Mình nghĩ nó là đang bệnh khô thân. Để về mình nhổ lên lại, mình trồng lại và trị bệnh cho nó. Sức đề kháng nó mạnh hơn. Mình nghĩ là nó sức đề kháng nó mạnh hơn cái bệnh thì cũng phổ biến mấy cái loại bệnh đó. Mấy bệnh mà khô thân như vậy thì khó ít có thấy hơn. Nhưng phổ biến là thối mềm và thối đen. Thối mềm là mềm cái thân có mọng nước mà vàng vàng á, là cái cây là không cứu liền là nó lên đường liền. Rồi thối đen là dễ nhận biết nữa, nó đen thân. Nguyên cái thân luôn, đen thui luôn, mà nhìn vô là biết liền. Nếu không trị, không cắt, không tách thì nó lây là lên đường luôn. Đây cây này quay cho bạn coi, nói này cây này cũng đang bệnh là đây, reset nè các bạn, mình quay nè đây đó. Reset nó cũng phổ biến, bệnh có đủ hết, bệnh nào cũng có hết. Còn cái này là cái gì đây, cái này bị côn trùng chích nè. Đây cây này tên gì đây, Jiminy Cricket này, cây Nodosa nó lây lại cây Nodosa lây với cây gì ta, Deepa chắc quên rồi, lâu quá không có cha không có chú ý đến tên nữa là nó quên, nhớ cái tên nó thôi không nhớ cha mẹ, nhưng mà chắc chắn nó là hình như là nó có cây này cái lai với Nodosa. Đây nè, chấm 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 chấm, bị côn trùng chích rồi nó bắt đầu cái vết chích đó bị nấm xâm nhập, thì cái cây này có thể là bây giờ nó đang là thối nâu, có đốm đốm chấm chấm như các bạn, đó là thối nâu. Đó đốm đốm nè, mình nghĩ cái cây này đang bệnh, nó là bệnh thối nâu. Cây này cũng đang bệnh nè, nó với đang bị côn trùng chích nè, đó cũng bị côn trùng chích và chấm chấm như vậy luôn, là cây này cũng bị thối nâu luôn. Rồi video nó dài quá rồi các bạn, video này hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, thì mình cũng xin kết thúc ở đây, hay là mình nói thêm chút xíu về phân đi, nó dễ trồng á các bạn. Thì bây giờ mình trồng xong rồi nè, cái mình bón phân tân chậm nè, bón phân tân chậm của Nhật nè, rải nó vậy đó, rải có khi nào mới ra rễ rồi á thì mình
gãi nó nha. Chăm nó chăm chăm cây này cũng dễ, chăm chăm gát cũng dễ, để gì đó rồi bón phân này này cho nó cây nó mạnh, rải phân thân chậm. Rồi hàng tuần thì xiên thì hàng tuần mình có thể là mình bón cho nó thêm. Ví dụ như nè, này là phân ta, này là phân thân chậm của Nhật nè. Còn B1 mình mua để mình sử dụng cho B1 với Sipeta, mình mua mình sử dụng cho giả hạt với kiếm. Thì bây giờ còn nhiều đó thì mình cũng xịt bón cho nó hàng tuần thay phiên. Với loại 30-10-10 nè, của Việt Nam mình sản xuất, phân Mỹ mà Việt Nam sản xuất 30-10-10 đó. 30-10-10 là chủ yếu là cây mới trồng á, nên mình mới sử dụng cái 30-10-10. Còn cái cây mà đã trưởng thành rồi thường thì mình sử dụng 20-20. Thì vừa cái phân 20-20 đi thì cây trưởng thành á, mình kết hợp với Super Thai là hai cái phân này kết hợp với nhau. Rồi cái tuần sau có thể là mình sử dụng 30, sử dụng 20-20 kết hợp với là B1 mình xịt. Rồi xa cái lúc này thì có cái phần mà BSS Chí Việt nè, thì cái dạng nó là dạng vi lượng, mình thấy là mình sử dụng qua rồi, mình sử dụng cho hạt kiếm rồi ráp luôn, thì mình thấy là nó tốt đó, nên là bây giờ mình cũng phối hợp nó luôn, kết hợp cho nó vô. Ví dụ như là nhà sản xuất khuyến cáo là 1 gram 1 lít, nhưng mà 1 gram 1 lít thì thấy cái cây nó là thuốc này nó hơi mạnh đó, nên là trong khi mình phối hợp cái thằng mà 20-10 với lại Super Thai hay là B1 á, thì mình sẽ hòa cho nó một, cho mình kết hợp thêm cái Chí Việt đó, BSS Chí Việt vô. Ví dụ mình pha là 1 gram cho 4 lít nước đó, mình pha loãng như vậy á để mình dặm thêm thôi. Đó, về phân là như vậy, về phân là mình sử dụng như vậy, nên là cái gáp nó rất là dễ bón phân nữa, là dễ trồng. Khi ra rễ rồi rải phân tăng chậm là ok. Hàng tuần nó bón phân, nó dặm bón lá, phân bón lá là dặm thêm thôi, không có tốn thời gian. Mình chăm cái cây gáp này không có tốn thời gian nhiều như mà mấy cái cây khác, như cách la da cắt lớn hay là dendro rồi, tức là khó chăm hơn. Gáp thì nó dễ. Rồi video rất là dài nha các bạn, nên là mình cũng thấy ngại, coi thì quá trời dài, nên bây giờ mình kết thúc cái video đây. Thì lần sau mình có thể là mình sẽ làm mấy cái chủ đề khác về gáp, mình sẽ nói trình bày cái chủ đề khác về gáp, nhưng mà cách trồng, ví dụ như mình trồng như thế nào mình sẽ nói kỹ hơn, cái cách mà làm cái móc, cái cách mà gắn cái móc này nè, cái cách mà gắn cái móc này vô cái chậu. Mình đang rất là tâm huyết cái chủ đề đó, nên là có thể là khi nào trong thời gian tới, nếu mà mình rảnh mình sẽ nói về những chủ đề đó. Còn bây giờ thì chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem video của mình, hẹn các bạn trong những cái video lần sau. Cảm ơn các bạn rất nhiều.